Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi lại gửi đến một chiếc xe mà chúng tôi vừa mới mua về được ạ. Đó chính là chiếc xe Mazda 2, chiếc xe ở phân khúc hạng B sedan. Chắc quý vị và các bạn cũng đã biết ở Honda thì có chiếc xe City, ở Toyota thì có chiếc xe Vios cùng phân khúc hạng B sedan thì quý vị bạn biết rồi đấy ạ. Ở Hà Nội mình thì hay sử dụng những chiếc xe Vios làm xe chạy taxi, chạy dịch vụ, nhưng ở Sài Gòn thì lại chủ yếu là dùng những chiếc xe City, và đặc biệt nữa là bây giờ lại sử dụng rất là nhiều những chiếc xe Mazda 2 này là chạy dịch vụ quý bạn nhé, đưa đón khách sân bay đấy ạ. Tại vì chiếc xe Mazda 2 này với động cơ dung tích đều là 1.5, nhưng mà ở phân khúc ở chiếc xe Mazda 2 này rất tiết kiệm nhiên liệu quý bạn ạ. Đấy, cho nên là trong Sài Gòn là rất là nhiều xe chạy taxi, chạy dịch vụ đưa đón khách sân bay. Và chiếc xe này được đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội, và chúng tôi cam kết là không chạy dịch vụ, không chạy taxi nhé. Chiếc xe này là chúng tôi mua được của một bạn ca sĩ, nữ ca sĩ quý bạn nhé. Và chiếc xe này lăn bánh được 2.7 chuẩn km ạ. Chúng tôi cam kết là đồng hồ chuẩn, không tua. Tại vì sao là chúng tôi phải cam kết là chuẩn và chúng tôi lại không tua? Vì chiếc xe này còn bảo hành tại hãng ạ. Full lịch sử bảo hành bảo dưỡng tại hãng, lát nữa thì tôi cho quý bạn xem là cái sổ bảo hành ạ, và còn full lịch sử bảo hành bảo dưỡng tại hãng nhé. Chiếc xe này được sản xuất tại Thái Lan và sản xuất cuối năm 2019, nhập khẩu về Việt Nam là năm 2020, đăng ký tháng 3 năm 2020 ạ. Tôi đoán chắc là chiếc xe này là một món quà tặng quý bạn ạ. Đấy, chiếc xe được đăng ký vào ngày 8 tháng 3 năm 2020 ạ, phiên bản 1.5, sản xuất tại Thái Lan, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội. Cam kết với quý vị và các bạn full lịch sử bảo hành bảo dưỡng tại hãng và 2.7 chuẩn quý bạn nhé. Chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 506 triệu đồng quý bạn nhé. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp. Quý vị và các bạn chỉ việc trả 30% giá trị của chiếc xe này là quý bạn có thể lấy được chiếc xe này về để đi rồi. Đấy. Và nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Mazda 2 phiên bản Luxury 2020 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh của quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Mazda 2 này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để đón nhận những video mới nhất chúng tôi đăng ký lên trên kênh ô tô 360 này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Mazda 2 phiên bản Luxury 2020 đã lăn bánh được 2.7 km, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội này ạ. Mời quý vị và các bạn. Ngay sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Mazda 2 phiên bản Luxury 2020 này quý vị và các bạn nhé. Đầu tiên thì tôi vẫn mời quý vị và các bạn cùng tôi xem qua về cái phần ngoại thất bên ngoài quý vị và các bạn nhé. Rất là mới, rất là đẹp. Chiếc xe này màu trắng quý vị và các bạn ạ, cho nên rất là đẹp. Và đặc biệt là quý vị và các bạn thấy đây là xe cũng đã được trang bị là khóa thông minh, đè nổ start top. Nhưng cái điều đặc biệt ở đây là chủ xe cũng đã độ thêm là cái gương kính auto quý vị và các bạn nhé. Đấy, gương kính auto thì quý vị bạn xem đây này. Đây là khóa thông minh này, có cả mở cốp này. Đấy, gương kính auto là tức là khi mà xuống xe mà chúng ta có trót lỡ quên là chưa có lên kính, chưa có lên một bên kính nào nhá, thì chúng ta chỉ cần bấm khóa này. Đấy, bấm khóa là gương nó sẽ tự động gập và kính nó sẽ tự lên hết quý vị bạn ạ. Đấy, nếu chúng ta mà có không may là lên kính thì chắc chắn là cũng không bị ướt xe đâu. Bên trong xe cũng không bị ướt ạ. Đấy, đây là cái phần mà chủ xe đã độ thêm, rất là hay quý vị bạn nhé. Đấy, còn không là ta lại mở khóa ra. Phải nói là rất là thông minh, lên kính thông, gương kính thông minh quý bạn nhé. Đấy là chủ xe đã độ thêm, còn nguyên bản của nhà sản xuất là không có đâu. Đấy là cái phần đấy là chủ xe độ thêm. Và nhìn về cái phần đầu này thì quý vị bạn cũng thấy được luôn đấy ạ. Chủ xe cũng đã độ thêm mặt ca lăng thể thao phong cách quý vị bạn nhé. Rất là nhiều chiếc xe Mazda 2 hoặc Mazda 3 đều được chủ xe độ lên này đấy ạ. Chủ xe độ ngay từ lúc mới mua xe. Cho nên là nếu như bây giờ quý vị các bạn nào mà không thích cái mặt ca lăng này, có thể về nguyên bản được nhé. Vì cái mặt ca lăng cũ nguyên bản của xe vẫn đang để ở trong xe luôn đấy ạ. Đấy, tí nữa thì tôi quay về cái cốp tôi sẽ cho quý bạn xem là cái mặt ca lăng nguyên bản của xe vẫn còn nguyên quý bạn nhé. Đấy là cái phần mặt ca lăng. Và xe cũng đã được trang bị hệ thống đèn pha bi xenon và đèn LED ban ngày.
tức là đèn daylight ở bên dưới cái đèn pha bi xenon ông này đấy quý bạn nhé. Đấy, cảm biến trước, đèn gầm đầy đủ hết cả rồi quý bạn ạ. Đấy, một chiếc xe 2020 phiên bản luxury là cái phiên bản đầy đủ đồ đấy ạ. Đã được trang bị đèn pha bi xenon, đèn led ban ngày, đèn gầm. Đấy, rất là mới, rất là đẹp luôn quý bạn nhé. Gương chiếu hậu gập điện tích hợp xi nhan trên gương. Đấy, gương chiếu hậu này gập điện này, tích hợp xi nhan trên gương, đủ hết cả rồi. Khóa thông minh, bấm tay mở cửa, bấm cả cửa bên lái và cửa bên phụ luôn quý bạn nhé. Rất là mới, rất là đẹp, một chiếc xe 2020. Lốp nguyên bản theo xe còn nguyên quý bạn nhé, dàn lốp nguyên bản theo xe còn nguyên và còn rất là mới đây này. Đấy, dàn lốp rất là dày, rất là mới quý vị các bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất cuối năm 2019 này, thì lốp sản xuất tuần thứ 32 năm 2019. Nên cái la răng này thì có bị hơi xước một chút thôi, chỉ có một cái la răng này thôi quý bạn nhé, còn những cái kia còn rất là mới. Lốp 2019 này. Đét lốp là 2019 đây ạ. Đấy, tuần thứ 32 rồi và còn rất là dày quý bạn nhé. Đấy, vì chiếc xe này mới lăn bánh có 2.7 km thôi và đồng hồ chuẩn không tua thì là lốp nó còn nguyên còn đẹp như này đấy ạ. Cả dàn lốp còn nguyên, từ lốp sơ cua cũng còn nguyên quý bạn nhé, chưa có một thay một cái lốp nào cả. Đấy, đây lốp 2019 này, rất là dày, rất là mới quý bạn ạ. Đấy, cái la răng còn mới tinh, ba cái còn mới tinh, có một cái thì hơi xước một chút thôi ạ. Đấy, 2019 này quý bạn này. Đấy, đết lốp 2019 này quý bạn nhé. 2019 này, cả dàn lốp còn nguyên và còn rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Chiếc xe này thì chúng tôi cam kết là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc nguyên bản. Đến cái đồng hồ công tơ mét 2.7 cũng còn nguyên bản. Tại sao là chúng tôi dám cam kết là còn nguyên bản? Tại vì là chiếc xe này còn bảo hành quý vị bạn ạ. Chủ xe là mua ngày 8 tháng 3 năm 2020 đấy. Cho nên là còn bảo hành tại hãng nhá. Full lịch sử bảo hành, bảo dưỡng tại hãng luôn ạ. Cho nên là chúng tôi mà bây giờ mà tua đồng hồ là nó mất bảo hành, còn nguyên bảo hành. Đấy, rất là đẹp luôn quý bạn ạ. Một chiếc xe Mazda 2 bản Luxury 2020 còn nguyên bảo hành tại hãng, full lịch sử bảo dưỡng tại hãng. Nhìn về đằng sau thì quý bạn thấy đấy ạ, xe cũng đã được trang bị camera lùi, cảm biến lùi. Cảm biến trước là chủ xe độ thôi, còn nguyên bản là có cảm biến lùi. Nguyên bản của xe là có cảm biến lùi, camera lùi. Rất là mới quý bạn nhé. Phiên bản Mazda 2, cụm đèn sau đây ạ, rất đẹp, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả. Cái phần ốp bô sau của chiếc xe này cũng được chủ xe độ thêm thôi. Chủ xe độ thêm cái phần đầu, phần ca lăng và cái phần ốp bô phía sau này quý bạn nhé, chứ nguyên bản là cái ốp này không có đâu ạ. Đấy, rất là đẹp luôn. Chủ xe chuyên mua tại Mazda Nguyễn Trãi và cũng full lịch sử bảo hành bảo dưỡng tại Mazda Nguyễn Trãi luôn quý bạn nhé. Tí nữa tôi cho các bạn xem về cái sổ bảo hành và bảo dưỡng của xe. Đấy, rất là đẹp luôn. Một chiếc xe Mazda 2 phiên bản Luxury, rất là mới. Phiên bản này được sản xuất tại Thái Lan quý bạn nhé, xe nhập khẩu. Nó cùng ở cái phân khúc hạng B nhưng nó khác với những chiếc xe khác ạ. Là chiếc xe này được nhập khẩu tại Thái Lan. Và về cái phần ngoại thất thì rất là đẹp rồi quý bạn ạ, không có cái điểm gì chê ở cái phần ngoại thất của chiếc xe này. Và sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần nội thất của chiếc xe nhé. Đầu tiên thì tôi vẫn mời quý bạn mở cái cánh cửa trước bên lái này ra, ta sẽ xem về cái phần keo chỉ này. Keo chỉ của cái cánh cửa trước bên lái còn nguyên bản hết luôn quý vị bạn ạ. Keo chỉ nguyên bản. Ốc bản lề cũng còn nguyên bản luôn quý bạn nhé. Đấy, tuy có xước sát sơn chiếc ở bên ngoài thôi nhưng bên trong là còn nguyên bản hết luôn quý bạn ạ. Chưa phải làm cái gì ở phía trong này. Táp bi cửa này, rất là đẹp luôn. Táp bi cửa rất đẹp luôn quý bạn nhé. Gương kính chỉnh điện, gương gập điện. Đấy, rất là mới này. Và ốc bản lề cánh cửa sau cũng còn nguyên này. Ốc bản lề cánh cửa sau rất còn nguyên. Và nội thất da cao cấp quý vị bạn nhé. Đây là cái áo tôi để đây, tôi bỏ cái áo ra cho nó đỡ vướng. Nội thất da cao cấp. Đấy, nội thất da cao cấp theo xe vẫn còn nguyên. Đấy, nội thất da cao cấp này. Và được da pha mấy da lộn quý vị bạn ạ. Bên dưới này da lộn. Cái da lộn thì quay là nhìn nó hơi xấu một chút. Tại vì là cái da lộn chắc quý bạn cũng biết đấy, đặc tính của da lộn này, chúng ta vuốt này
thì nó sẽ lên một màu khác này. Như chúng ta vuốt ngược lên thì nó lại lên một màu khác như này. Đấy, nhìn quay vào đây thì nó không đẹp nhưng nó rất là mới đấy các bạn nhé. Đấy, cái da lộn nó rất là mới này. Đấy, hoặc tôi vuốt lại như này, hoặc vuốt lên như này, nó sẽ thành một cái màu khác. Nó sẽ đồng màu. Đấy, rất là đẹp, nội thất hai màu, da và da lộn được kết hợp. Ngồi cái da lộn này rất là thích các bạn ạ, rất là êm, rất là mềm, rất là mượt ạ. Đấy, chế độ này, top này, chống trơn trượt này, vô lăng cũng nguyên bản đây các bạn nhé, vô lăng 2.7 đây, nhìn vô lăng là chúng ta biết được luôn đấy, chủ xe này là nữ sử dụng cho nên là không bọc vô lăng, tại vì bọc vô lăng là nó to không lái được, cho nên là cái vô lăng này không bọc, đấy, không bọc cho nên là nhìn là 2.7 là nó không được mới lắm đâu, nhưng mà thực ra là còn nguyên bản hết là rất là đẹp đấy, cần số cũng vậy, cần số này rất là mới luôn các bạn nhé, tay phanh này còn rất là mới này, đấy, sổ bảo hành bên kia lát nữa tôi sẽ cho quý bạn cùng xem. Và đây là chiếc táp bi cửa phía sau bên lái. Keo chỉ cũng còn nguyên bản luôn quý bạn nhé. Keo chỉ nguyên bản này. Đấy. Ốc bản lề cánh cửa phía sau. Ốc bản lề cũng còn nguyên bản hết này. Đấy. Nội thất thì rất là đẹp luôn quý bạn ạ. Đằng sau này là còn nguyên bản này. Nội thất này là màu nâu cà phê quý bạn nhé. Màu nâu cà phê pha với da lộn quý bạn ạ. Đấy. Màu nâu như nếu như nhìn ở trong, nếu như tôi nhìn ở quay là cái phía đằng sau này này là nó màu nâu, còn đằng trước là nó màu đen. Đấy, quý bạn thấy rõ lên. Tôi quay ở góc này là rõ như dễ nhìn nhất này. Đằng trước là màu đen pha da lộn, còn đằng sau là màu nâu cà phê. Đấy, cắp bi cũng là màu nâu cà phê đây này. Đấy, quý vị các bạn thấy kết hợp rất là đẹp đấy. Cái phần nội thất này Mazda cũng đã kết hợp cho chiếc xe Mazda 2 này, là cái phần nội thất này được trang trí rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Đấy. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước lên xe để xem về cái phần táp lô, táp bi của chiếc xe quý bạn nhé. Đầu tiên thì cho quý bạn xem là xe cũng đã được trang bị khóa thông minh, đèn nổ. Tôi sẽ bật cái start top này lên cho quý bạn cùng xem. Đây là đồng hồ công tơ mét của chiếc xe đây quý bạn nhé. Chiếc xe chạy chuẩn là 2.7 km. Đấy, chạy chuẩn ạ, 2.7 km luôn quý bạn nhé. Và tí nữa cho quý bạn cùng xem về cái sổ bảo hành cũng nhắc hẹn đến 2.8 là bảo hành rồi đấy, bảo dưỡng ạ, thay dầu. Đấy. Và ở cái phân khúc hạng B, tuy ở cái phân khúc hạng B thôi nhưng chiếc xe Mazda 2 này cũng đã được trang bị rất là nhiều các tính năng ở những xe hạng C của giống như ở những chiếc xe hạng C quý bạn ạ. Đấy, sang số thể thao trên vô lăng này. Đấy, những chiếc xe ở cái hãng khác thì phải hạng C mới có, nhưng mà chiếc xe Mazda 2 này hạng B đã có rồi, sang số thể thao trên vô lăng hoặc cruise control đấy ạ. Đấy, những chiếc xe khác phải hạng C hạng D mới có được, nhưng ở Mazda 2 thì là đã có hạng B này, đã có được sang số thể thao trên vô lăng, cruise control, kiểm soát hành trình, ga tự động đấy ạ. Đấy, điều khiển âm thanh trên vô lăng. Đấy, và đặc biệt là cái vô lăng này rất là đẹp này, còn rất là mới này. Vô lăng nguyên bản này, cần số cũng còn nguyên bản luôn quý bạn nhé. Đấy, cần số còn nguyên bản này, tay phanh cũng còn nguyên bản hết này quý bạn. Và đặc biệt là xe đã được trang bị màn hình camera lùi đầu DVD, điều hòa tự động. Đấy, điều hòa tự động quý bạn nhé. Tôi cũng xin chia sẻ thêm thông tin cho quý bạn, chiếc xe này là chúng tôi mua được của một nữ ca sĩ trẻ quý bạn nhé. Trên xe vẫn còn đĩa ca nhạc, đĩa hát của cô ca sĩ đó. Đây tôi mở cho quý bạn xem qua về cái giọng nhé. Đấy, vừa được đi xe mà vừa được nghe giọng của chủ xe hát đấy. Đấy. Đấy, tôi sẽ tắt bớt đi nhé, không tại vì là tí nữa là video bắt bản quyền. Đấy, của một ca sĩ và vẫn còn đĩa ở trong xe đây nhé quý vị bạn, vừa đi xe mà vừa được nghe ca sĩ hát luôn đấy ạ. Đấy, nội thất rất là đẹp luôn này, từ những cái phần nỉ trần này, đấy, nỉ trần này, cho đến những cái phần nhựa này còn mới tinh luôn quý vị bạn ạ. Đấy, phải nói là một chiếc xe này là 2020 rất là đẹp quý vị bạn nhé. Đấy, đẹp và rất là mới, gần như là 2.7 thì có thể nói là mới chạy hết rốt đa thôi. Sau đây thì tôi lại tắt cái động cơ này đi để tiết kiệm nhiên liệu đã, và thứ hai nữa là để chống nghe ồn. Tôi sẽ ra ngoài tôi giới thiệu thêm cho quý bạn về cái phần đằng sau cũng như là về phần cốp sau quý bạn nhé.
tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cốp sau này quý bạn nhé. Cốp sau này cũng là cốp điện rồi, có thể được điều khiển từ chìa khóa hoặc là từ cốp sau. Tất cả về cái phần keo chỉ cốp sau này, đấy, keo chỉ này còn nguyên bản hết ạ. Chúng tôi cam kết là chưa có bị va chạm gì cả. Đấy, keo chỉ này còn nguyên, chỉ có xước sát bên ngoài thì sơn ở những cái phần ba đờ sốc thôi, chỉ còn những phần cốp này là còn nguyên này. Keo chỉ cốp sau còn nguyên bản nhé, không có đâm đụng, không có bị va chạm gì cả. Và phần nữa là chiếc xe này là không chạy dịch vụ gì cả, không có chở đồ gì nhiều, cho nên là cái cốp sau đây quý bạn thấy cái thảm, cái nỉ này rất là mới luôn ạ. Và đây cái phần nỉ dưới này cũng vậy ạ. Đây là cái đồ này là đồ của tôi thôi. Đấy, nỉ này cũng rất là mới này. Đấy, từ những cái phần nỉ ở cái cốp sau này rất là mới này, rồi đến những cái phần nhựa này mới tinh. Bây giờ những chiếc xe Mazda 2 mà mua ở trong Sài Gòn ra ấy, thì cũng 10 xe thì 9 xe, 8 đến 9 xe chạy dịch vụ đưa đón khách sân bay quý bạn nhé. Là những chiếc xe chạy dịch vụ là những cái phần nhựa này nó nát hết ra rồi, vì là hay để đồ, hành lý của khách. Đấy, cho nên là nó không được đẹp như chiếc xe này đâu. Chiếc xe này thì quý bạn thấy này, từ những cái gioăng cửa, cái cốp sau này, đến những cái phần nhựa này nó còn chưa xước sát thì cơ. Tại vì là chiếc xe này không chở hàng, không chở đồ, không chở khách gì cả. Đấy, rất là mới. Và đây là cái phần cái ca lăng đây quý bạn nhé. Chủ xe mua xong cái là độ ca lăng thể thao luôn ạ. Đấy, cho nên là cái là ca lăng nguyên bản này thì là chủ xe vứt ở trong góc nhà. Tôi mua xong tôi lại xin lại cái này, để cho nếu như quý vị bạn nào mà không thích cái ca lăng độ này thì có thể lắp lại ca lăng nguyên bản theo xe. Đấy, rất là mới luôn, từ lúc mới để nó hơi bụi thôi ạ. Đấy, và phía bên dưới đây ạ, lớp sơ cua cũng còn rất là mới luôn quý bạn nhá. Lớp sơ cua này, phụ tùng đồ nghề đằng sau này cũng còn mới hết luôn quý bạn ạ. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ cho quý bạn cùng xem ạ. Cánh cửa phía sau bên phụ này, keo chỉ còn nguyên hết đây quý bạn nhá. Đấy, toàn bộ về những cái phần keo chỉ này còn nguyên hết này. Đấy, keo chỉ là còn nguyên. Ốp cốp sau, à ốp cánh cửa sau đây này, ốp bản lề cánh cửa sau cũng còn nguyên này. Đấy, nội thất thì rất là đẹp luôn. Đấy, nhìn đằng sau này, càng nắng càng sáng lên thì mới thấy được là cái nội thất hai màu đây này, màu cà phê và màu đen này, kết hợp của Mazda đã decor cho chiếc xe này rất là đẹp đây. Cái má ghế đây quý bạn thấy từ nâu lẫn đen, nội thất hai màu đấy ạ. Da và da lộn đấy ạ, rất là đẹp luôn quý bạn nhé. Và đây là chiếc táp bi cửa trước bên phụ ạ, cũng được bấm tay để mở cửa này. Đấy, nội thất này càng nắng lên thì nhìn lại càng đẹp quý bạn ạ. Keo chỉ còn nguyên bản này. Đấy, keo chỉ của cái cánh cửa còn nguyên bản nhé. Đấy, keo chỉ còn nguyên bản hết này. Đấy, ốc bản lề cánh cửa phía sau nguyên bản này. Rất là mới luôn quý bạn ạ. Đấy, nhìn về cái phần bên này, bây giờ thời tiết nó bắt đầu nắng lên rồi. Sáng nay là vừa rồi là tôi quay là nó còn râm, cho nên là nhìn nó không được đẹp lắm. Chứ còn bây giờ mà càng sáng càng nắng thì là nhìn nó lại càng đẹp quý vị bạn ạ. Đấy, nội thất này rất là đẹp, rất là mới quý bạn nhé. Đấy, từ vô lăng này, đấy, vô lăng này cho đến cần số này đều mới tinh quý bạn ạ. Tay phanh đều rất là đẹp này. Đây, má ghế đây, sổ bảo hành đấy quý bạn này, phiếu ưu đãi dịch vụ này, ưu đãi dịch vụ 3 năm hoặc 50.000 km cơ, sổ bảo hành đấy. 3 năm hoặc 50.000 km quý bạn nhé. Sổ bảo hành đây, sổ bảo hành 36 tháng tức là 3 năm đấy quý bạn ạ, hoặc 100.000 km bảo hành khoảng 36 tháng hoặc 100.000 km quý bạn nhé, tức là 10 vạn. Đấy, sổ bảo hành đây. Sổ bảo hành, thông tin chủ xe. Đấy, đây ạ, chủ xe mua tại Mazda Nguyễn Trãi quý bạn nhé, phiên bản Luxury. Đấy, và ngày mua xe là ngày 8 tháng 3 năm 2020. Tôi không biết là có phải đây là cái quà tặng của ngày 8 tháng 3 không. Đấy, nhưng mà mua xe vào ngày 8 tháng 3 năm 2020 quý vị các bạn nhé. Đấy là cái thông tin của chủ xe. Đấy, mua tại Mazda Nguyễn Trãi phiên bản Luxury. Đấy, và đây là cái phần bảo hành đấy quý bạn này.
Đấy, đây là bảo hành này. Bảo hành mua là tháng 8 tháng 3 năm 2020 thì đến 25 tháng 4 năm 2020 là vào bảo hành ở cấp 1000. Đấy. Và lần 2 là vào là lúc 9000 đây quý bạn này. 1000 thì thay một lần thông đến 9000 thay một lần. Đấy. Và đến 13000 thay một lần này. Xong lại đến 20000. Đấy. 20000 xong đến 23000 và đang hẹn ở mức 28. Đấy, đang hẹn ở mức 28 nhá, tức là 2.8 đấy. Thì chiếc xe này đang lăn bánh là 2.7, còn khoảng 1000 nữa thì là đến lượt bảo dưỡng lần thứ 6. Đấy quý bạn nhá. Đấy, full lịch sử bảo hành bảo dưỡng tại hãng. Không tin thì quý bạn có thể vào hãng Mazda check. Ngoài cái quyển sổ bảo hành này ra, tôi còn tất cả đầy đủ các hóa đơn, các chi phí sửa chữa hay là làm cái gì ở trong hãng mà chủ xe đều lưu lại, từ cái hóa đơn lúc mua xe đấy, đến cho đến bây giờ chủ xe rất là cẩn thận giữ lại đầy đủ hết luôn quý bạn nhé. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần động cơ của chiếc xe này nhé. Mazda cũng đã trang bị cho chiếc Mazda 2 2020 này là một cái khối động cơ xăng. Đấy, động cơ xăng 1.5 lít quý bạn nhé, đi kèm với hộp số tự động. Đấy, rất mới. Chiếc xe này thì động cơ này rất là mới ạ, vì là chiếc xe này mới lăn bánh có 2.7 km thôi, còn bảo hành bảo dưỡng tại hãng, còn bảo hành tại hãng 1 năm nữa, còn 1 năm bảo hành nữa, cho nên rất là mới đấy ạ. Tất cả zin nguyên từ những con ốc, ốc chân máy này, đây là ốc chân máy này. Đấy, ốc chân máy đây quý bạn nhé, còn nguyên bản hết cho đến những cái ốc mặt máy này. Tôi mở cái nắp này ra cho quý bạn cùng xem. Đấy, ốc mặt máy này, tất cả các con ốc đều còn nguyên bản hết về cái động cơ này, rất là mới quý bạn ạ, nhìn rất là mới tinh. Đấy, từ những cái số máy, đây là trong này là số máy thôi các bạn ạ. Ốc dàn, ốc mặt máy này còn nguyên bản hết ạ, không khác gì một chiếc xe mới đâu ạ. Đấy, về cái động cơ này là còn nguyên bản hết, không khác gì một chiếc xe mới quý bạn nhé. Tất cả các con ốc, từ những cái ốc giảm xóc cũng còn nguyên hết cơ quý bạn ạ. Rồi đến cái ắc quy cũng còn nguyên này, chưa thay. Đấy, ắc quy của Mazda này này, chưa thay quý bạn nhé. Đấy, rất là mới luôn ạ. Không khác gì một chiếc xe mới đâu ạ. Đấy, phiên bản 1.5, động cơ 1.5 và nhập khẩu sản xuất tại Thái Lan đấy ạ. Rất là mới, rất là đẹp quý vị bạn nhé. Và đây là cái ốc cabo đây quý vị bạn này. Ốc cabo cũng còn nguyên bản này. Đấy, đến ốc chân cabo còn nguyên bản này. Ốc tai này còn nguyên bản hết luôn quý vị bạn nhé. Rồi đến cái keo chỉ của cabo này. Keo chỉ cabo còn nguyên bản này. Chưa có mất một phân keo chỉ nào cả. Chúng tôi cam kết với quý vị bạn là chưa có mất một phân keo chỉ nào đâu, còn nguyên bản hết luôn quý vị bạn nhé. Đấy, quý vị và bạn có thể check chiếc xe này tại hãng luôn đấy. Đấy, rất là đẹp này. Ốc cabo này, ốc chân này, ốc tai này. Đấy, còn nguyên và còn đẹp. Riêng về cái động cơ này thì không khác gì một cái xe mới đâu quý vị bạn ạ. Đấy, rất là đẹp luôn quý vị bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Mazda 2 phiên bản Luxury 2020 đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội này, thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 506 triệu đồng quý vị các bạn nhé. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị các bạn. Quý vị các bạn có thể vay tối đa lên đến 70% giá trị của xe trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi ạ. Thủ tục thì nhanh chóng và đơn giản thôi ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để đón nhận những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất mà chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.
Thank you.